Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã trở lại với channel Thái Vi Lan. Thì hôm nay mình đi trường đua ngựa nha. Đây là lần đầu tiên mình đi, thành ra mình cũng không biết. Horse race là trường đua ngựa. Thì cái đây là tên của chỗ này là Emerald Downs Horse Track, Horse Race Track. Thì mình đi coi đua ngựa. Dạ, yeah, mình coi đua ngựa ha. Đây là lần đầu tiên mình đi, thành ra mình cũng không có biết là nó sẽ ra sao. Mình rất là muốn coi ở trong này nó như thế nào. Ở đây cũng gần nhà nhưng mà chưa có bây giờ có cơ hội để được đi. Hôm nay mình đi chung. Thì muốn nói sơ sơ về cái trường đua ngựa này trước á, là để mommy nói chuyện con. Ok. Là cái trường đua ngựa nè, mở cửa từ 22 tháng 4 cho đến 23 tháng 9. Trong cái thời gian đó, season pass là những cái vé cho nguyên cái mùa đó, là thì mình có thể đi bất cứ lúc nào, đi mỗi ngày cũng đi, mỗi lần có đua cũng được, là 80 đồng một người, và hoặc là 140 một cặp vé. Dưới 17 tuổi thì lúc nào cũng free. Ok, đợi chút mommy quay phim chút. Lúc nào cũng free, là miễn phí. Tại vì 18 tuổi trở lên thì mới được bet, mới được cá cược. Những cái live race là mỗi lần mà người có đua đó, có đua ngựa đó, là khi mà đua trực tiếp như vậy đó là 9 đồng một vé cho một người. Họ chỉ có mở cửa, chỉ có đua 3 ngày một tuần. Thứ sáu lúc 6 giờ rưỡi chiều, thứ bảy lúc 5 giờ chiều và chủ nhật lúc 2 giờ chiều. Thì bây giờ mình đi vô coi và mình sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm nha các bạn. Đang ở trường đua ngựa ha, ở sau lưng mình và bên này. Gọi là paddock, thì là chỗ này là chỗ mà họ dẫn những con ngựa đi vòng vòng, những con ngựa mà chuẩn bị đua đó, đi vòng vòng để mọi người coi những con ngựa nó như thế nào, nó khí thế như thế nào. Thấy chăm, để mommy nói chuyện chút xíu con. Ok, đây là cái program của chương trình hôm nay. Thì mình phải bỏ tiền để mua 3 đồng một cuốn. Thì nó nói tên của những con ngựa. Có nhiều cuộc đua hôm nay. Mình miss cái, mình không có mặt ở đây ở cuộc đua đầu tiên. Thì đây là cuộc đua thứ nhì. Mình sẽ có thể, mình sẽ cá cược thử coi nó như thế nào. Nó nói về những con ngựa, tên của những con ngựa. Hồi xưa cái track record là xưa nó đua nó thắng như thế nào, rồi tức là tất cả những gì mình muốn biết về con ngựa, và nó nói là nó nói về mình, nếu mà mình cá cược, nếu mà bet thì sẽ thắng như thế nào, cái odds nó như thế nào. Ok, thì bây giờ mình tiếp tục đi nha. Thank you.
thì chắc các bạn biết mình thì mình không có rành, đây lần đầu tiên như mình nói đó, nhưng mà nó có rất là nhiều cách để mà cá cược, để mà bet. Thì mình không có rành, mình mới hỏi bạn thì có một một số cái để mình nói cho các bạn biết. Là thí dụ, cách thứ nhất là gọi là mình bet to win ha, thì là một con ngựa là nó thắng hết thì mình sẽ thắng. Cách thứ nhì nó gọi là show, thì là con ngựa, nếu mà nó đến cái con ngựa mà mình chọn á, nó đến đầu hoặc là nó đến thứ nhì thì mình đều thắng. Và cái thứ ba thì gọi là place, thì là nếu con ngựa mà mình chọn đó nó thắng 1, 2, 3 thì mình đều cũng là thắng. Có thể bet bằng cách nó gọi là combination bet. Thì combination bet là mình sẽ thắng nhiều hơn, thắng nhiều tiền hơn, tại vì mình phải chọn nhiều hơn. Thí dụ nó gọi là exact bet, tức là chọn con ngựa thắng hạng nhất và con ngựa thắng hạng nhì, thì mình phải chính xác là hai con đó nó thắng thì mình sẽ thắng. Cái nữa là trifecta bet, thì là nếu mà chọn đúng con ngựa nào sẽ thắng 1, 2 hoặc 3. Như mình đã nói thì nó khó hơn, nhưng mà mình sẽ thắng được nhiều tiền hơn. Mình mới cá con ngựa số 1 là to win, tức là để nó thắng. Thì sau cái cuộc đua đó thì mới biết là thắng bao nhiêu, là tại vì có rất là nhiều người ở đây hoặc là trên thế giới họ có thể cũng cá cược được, và sau đó họ tính ra cái odds thì họ mới tính là được thắng bao nhiêu. Thì nếu để coi, mình lựa con số 1 mà rốt cuộc con số 4 nó thắng, con số 1 nó đứng hạng 4, thành ra mình không có thắng. Nhưng mà nếu mà các bạn không biết các bạn có thấy ở sau á, là nếu mà mình bet to win á, hồi nãy mình nói đó, 10 đồng á, thì cái nếu mà mình bet con số 4 là cái con thắng cuộc đó, thì mình sẽ được bet 10 đồng thì sẽ được 48 đồng, tức là 4.8. ok, nhưng mà mình thua rồi, không có được đồng nào hết á. Bây giờ đi tiếp nha các bạn. Ở trong trường đua ngựa có cái này bouncy house để cho con nít nó chơi, thì mình dẫn mấy trăm ra chơi một chút. Đi chơi đi con. Yeah, go take off your shoes and go play. Thì đây là chỗ mua đồ ăn. Ở đây rất là rộng, có đến 2-3 chỗ bán đồ ăn. Thì thấy theo mình thấy đó, thì người ta một cái cách để giải trí, họ đem cả gia đình đến rồi cho con nít chơi, còn họ thì họ nghiên cứu cái program để họ quyết định coi họ sẽ cá cược cái con ngựa nào. Thì đây là một trong những cái khu mà ăn uống, nhìn ra ngoài được trường đua nè. Thank you, John Parker of Great Northwest, John Lindley and Victor the Predictor Gazzetti here as well. All new attempts at a stakes victory for this four horse field, Victor. Ở đây đó thì họ có luật không đem những một số thứ vào trong trường đua, là tại vì họ không muốn mấy con ngựa nó bị sợ đó, nó sợ thì nó không có đua được. Thì mình
nói những cái mà họ list là không có được đem vô nha. À, thí dụ giống như là balloons là bong bóng, balls là những trái banh, frisbees là dĩa ném, tents là lều, whistles là cái còi, hoặc là những thứ, những dụng cụ có thể gây tiếng động, tiếng ồn. Large umbrella không có được đem cái dù, mấy cái dù bự. Drones là những cái máy bay không người lái. Và một cái nữa là không được đem pets, là những con thú nuôi trong nhà. Ví dụ chó, mèo, phần nhiều ở Mỹ đi đâu cũng hay dẫn chó, nhưng mà ở đây họ cấm chó, không có được đem. Để, tại vì họ nghĩ họ protect mấy con ngựa, không muốn để cho con mấy con ngựa nó sợ. Đó, bắt đầu cuộc đua. Lần này mình và bet cho con ngựa số 7, 10 đồng. Các bạn bạn cầu cho mình nha. Đó, các bạn thấy mấy con ngựa nó chạy không? Nó hơi xa một chút ha. Số 7 đi. Bây giờ hiện tại là hình như là con số 4 hay sao? Đây, nó đang chạy lên. Come on. Come on. Say 7. 7. Come on. Go. Oh no, we're 7. 7 is all the way down here. Oh no. Come on. Mua 1 đồng thắng được 13 đồng mà gần 14 đồng nha các bạn. Mình mua cái gì exact box hồi nãy mình nói đó, là chọn 3 con, là một trong mấy con đó thắng là cũng được ha. Cảm ơn các bạn đã coi chương trình Thái Vi Lan tuần này. Hy vọng các bạn thích. Những người nào mà chưa đi thử coi trường đua cá ngựa ở Mỹ nó như thế nào thì đi thử nha, nhưng mà đừng có ghiền là được rồi. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau nhé.